Con này khả năng là pin lipo rồi. Đấy. Cái này mà đầy đủ công nghệ như này, thời thượng như này mà còn rẻ hơn cả Xiaomi thì cũng ra gì phết các bạn ạ. Đó. Các cái dòng vỏ nhôm này cậy ra là hỏng, cứ cậy ra nó sẽ bị xấu luôn. Mình không tin với cái giá luôn các bạn ạ. 250 mình nghĩ mới đầu con này chỉ vỏ nhựa thôi, ai ngờ nó vẫn vỏ nhôm. Vỏ nhôm này còn kiểu hàng xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Các công nghệ cũng đầy đủ luôn. Ô thôi. Ồ, ở đây người ta dán keo gì như kiểu 502 sao ấy. Ồ, ạc thế, không có cái ngảm đỡ. Kể ra làm cái ngảm đỡ thì phải tí lắp lại và dùng được không? Phá con này ra kể ra tiếc hết. Đó. Đấy. 250. Các bạn có tin được không? 250 thứ nhất đều một cái cục sạc dự phòng rất là đẹp luôn. Đây. Magic C. Quick Charge, vừa là Quick Charge luôn, một cổng USB này, vừa là Power Delivery luôn. Là hai cổng in luôn, cái cổng Power Type C này là vừa sạc này, vừa sạc vào vừa sạc ra. Cái cổng micro này thì sạc vào. Đó, với lại hai cái dây sạc nữa, một cái dây hai đầu Type C này. Với một cái dây Type C to đầu của iPhone. Type C to Lightning. 10.000 mAh. Đó, mời đây. 10.000 mAh. Cục này cũng 10.000 mAh đây, của Aoki đây. Nhưng cục này có giá 1 triệu. Cục này 250. Thì các bạn nghĩ gì thì các bạn bình luận vào cái khung bình luận của con này giúp mình nhá. Của video này. Đấy. Ái da. Ái da. Ôi. Cái này dùng 1 cell pin, không phải 2. À 2 cell các bạn ạ, không phải 1. Mình cứ tưởng nó dùng 1 cell thôi. Đây cái mạch của nó đây. Đấy. Rồi, thu dọn cái chiến trường này ra xem. Có lẽ cái này tí vẫn lắp lại sao bình thường. Không vấn đề gì cả. Đấy. Rồi. Rồi, chụp được cái ảnh tí là ảnh đại diện video ấy. Đây là cái cell pin của nó này. Để cậy ra xem nào ấy. Đây dùng 1 cell 2 cell các bạn. À như kiểu 1 cell chứ không phải 2 cell, phải thấy nó một cái đầu bọc đây. Thế bình thường mình thấy là dung lượng lớn nhất của một cell pin nó là khoảng 5.000 mAh, còn 10.000 cái loại 10.000 mAh thì nó phải là 2 cell nó ghép lại với nhau. Đó, cell thì phẳng đét, mới đét 100%. Và cell này là cell dòng xả cao các bạn nhá. Các bạn cứ tính này. Nó có thể xả ra được 18W thì là tức là cái dòng xả tối thiểu nó phải cung cấp được là ví dụ pin này 3,7 đúng không? Thì ít ra nó phải xả được 6A thì đối với cái pin này thì nó phải xả dòng xả nó ít nhất phải 15A trở lên thì nó mới dùng cho cái loại 6A được. Còn thấp hơn thì nó sẽ pin nó mau hỏng. Nhà xuất người ta sẽ chả ai làm thế quả. Đó, không có đầu tu vít bé nào nhỉ. Bạn chờ mình tí nhá. Tăng 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 tăng. Mà kể ra cái này cái mạch sạc của nó nhìn xem là tí nữa mình lột lên mình xem cái chất lượng của mạch sạc nó như nào ta. Đó. Đây. Cái chip điều khiển của nó là con VK332. Đó. Ở đây mới chỉ nói là một
một cung cấp tối đa 18W thôi, chứ không có nói là có đủ cả hai thiết bị cùng một lúc là 18W không, chắc là không được. Tức là cung cấp một cùng một lúc chỉ được một thiết bị được có 18W thôi. Cell pin nó rất là to. Nhiều khả năng thì là đây nó là hai cell bên trong nó ghép lại. Mình đoán thế thôi chứ mình cái loại này thì mình không rõ. Mình không chuyên về cái này, nhưng mà cell rất là nặng luôn. Đấy. Ok. Vậy mình cho các bạn xem tổng quan cái con này như nào. Phá ra con này thì tiếc phết. Bây giờ để xem nào. Bên trong hộp của nó có những cái gì nhá. Ok. Ghê ông. Đó, các bạn này. Giờ Magic C có cả giặc dự phòng các bạn này. 10.000 mAh sạc nhanh 18W này. Đó. Khi mà mua cái sạc dự phòng này có 250k thôi, nhưng mà được tặng thêm hai cái dây sạc nữa các bạn ạ. 3.0 luôn nhá. Đó, nó có đầy đủ hàng chân như này là 3.0, 3.1 luôn. Đấy. Hai đầu Type-C với một đầu Type-C ra đầu của iPhone. Quá là ngon luôn, 250.000 chúng ta sẽ có gì. Đầu tiên là một viên sạc dự phòng. Ôi, trong đây vẫn còn cái cáp nữa các bạn này. Đó, cáp này là cáp ngắn micro. Ok. Dung lượng 10.000 nhá. 37W à. Ra được tối đa là 18W. Đó, smartdeal.vn 250.000 của Magic C luôn. Và đây là cái hàng họ của chúng ta đây. Đó, bằng nhôm sao cầm lạnh tay lắm quá ạ. Ui rồi. Đẹp phết các bạn ạ. Đấy, đây có gì đây? Đèn phần trăm pin 86% này. Ok, đó, một cổng ao 5 quick charge 3.0. Đấy. Và gì đây? Cái cổng taxi có hỗ trợ power delivery. Bây giờ mình sẽ test xem là nó công suất ra bao nhiêu nha. Mình sẽ dùng một cái cục sạc dự phòng để sạc cho cái cục sạc dự phòng này. Cục này xem có đầy điện không? Này đang đầy điện các bạn ạ. Xem công suất nó ra là bao nhiêu. Ô, giờ nó không sạc các bạn ạ. Đầy điện này. Chờ nào. Không sạc các bạn ạ. Ôi giời ơi, cái cáp này. Đấy. Đúng là hàng khuyến mại của Khang này. Rồi lên rồi. Đó, nhảy đến 9V này, 0.6A này. Và được 6W này, cái này nó được của mình nó đầy điện rồi. Cái bên này nó báo đèn cam sạc nhanh. Đó. À, khi mà có sạc PD nhá các bạn nhá. Khi mà sạc từ PD thì nó sẽ báo luôn là có cái đèn PD đây. Mẹ bố cái dây sạc. Đây sẽ có cái đèn PD đây các bạn này. Thì đấy, nó nhảy đèn PD này. Thấy chưa, bên này nó cũng báo đèn xanh luôn là sạc nhanh này. Đấy. Ui. Con này cầm đầm tay mà kiểu chắc phết quá ạ. Ok, bây giờ mình sẽ để thử cho một cái iPhone xem. Đây mình cũng có một cái iPhone. iPhone thì chúng ta sẽ phải sạc bằng cái dây Type-C to Lightning này. Đó. Ok, ra 250.000 mà chúng ta được cái đống này cũng ra gì mà này nọ phết các bạn ạ. Đấy, dây còn chưa thể bóc cái này ra cơ. Dây này chắc là 90 phân rồi. Thông thường là thế. Đây iPhone này, iPhone 6 của mình thì nó không hỗ trợ sạc nhanh. Nên là nó chỉ được sạc thường thôi. Sạc thường cũng lên được đến 1.5A cơ. iPhone 6 nó chỉ có 1.11A thôi, tối đa 1A thôi, mà cái này lên được 1.5 đến 1.1A. Cũng được phết. Nói chung là cũng ok. Về lâu về dài thì không biết là như nào. Đó. Thì link mua con này mình để trong phần mô tả nhá. Mua trên Shopee ấy. Đợt này Tết đang giảm giá. Miễn phí chuẩn. Áp phết. Bây giờ sẽ tiến hành là bung cái con này ra để xem lõi như nào nhá. Còn chờ mình tí.